em đến với chương trình Cà Phê Tết, một chương trình lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp cho công nghệ và hướng đến một cuộc sống tương lai. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua thì cụm từ Galaxy AI đã trở thành cụm từ của miệng của rất nhiều các tín đồ công nghệ. Và hiện tại thì Cà Phê Tết đang có mặt tại San Jose, Hoa Kỳ, trái tim của thung lũng Silicon, nơi tạo ra rất nhiều các phát minh công nghệ. Vậy thì ngày hôm nay để xem chúng ta sẽ có những trải nghiệm thú vị và khác biệt nào khi trí tuệ nhân tạo AI được đặt vào trong những dòng sản phẩm mới nhất của nhà Samsung. Và mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau mở đầu chương trình cùng với những trải nghiệm từ Galaxy AI. Tại sự kiện ra mắt ở Mỹ, Samsung đã chính thức ra mắt bộ 3 Galaxy S24 Series với những điểm nhấn cải tiến trên hệ thống camera cùng với những tích hợp AI tối ưu. Sự kiện diễn ra với những màn trải nghiệm mô phỏng thực tế gây ấn tượng với nhiều người dùng và nhiều chuyên gia trên toàn thế giới. Thế hệ smartphone mới của Samsung bao gồm 3 phiên bản: Galaxy S24, Galaxy S24 Plus và Galaxy S24 Ultra. Năm nay, Galaxy S24 Series tập trung nâng cấp mang đến cho những người dùng trải nghiệm kết nối, trải nghiệm sáng tạo và trải nghiệm giải trí hơn sự kỳ vọng bằng việc kết hợp trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên điện thoại. Hãng giới thiệu hàng loạt những tính năng mới như khoanh vùng tìm kiếm đa năng, trợ lý ghi chú thông minh, trợ lý nhắn tin thông minh, trợ lý ghi âm thông minh, trợ lý chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp với tính năng hậu kỳ sáng tạo, phiên dịch trực tiếp và phiên dịch trực tiếp cuộc gọi. Trong sáng tạo nội dung, Samsung còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc chỉnh sửa ảnh thông minh bằng các công cụ mặc định trên máy như xóa vật thể dư thừa, di chuyển hay thu phóng ảnh chân dung, tự lấp đầy khung hình thiếu, điều mà trước đây chỉ có thể hoàn thiện trên những công cụ Photoshop chuyên nghiệp. Đặc biệt, Galaxy S24 Ultra năm nay trang bị khung viền titanium, loại vật liệu bền bỉ nhất hiện nay được ứng dụng trên thiết bị di động, camera 200MP sắc nét, 50MP zoom 5x. Ngoài những tính năng trí tuệ nhân tạo AI mới dành riêng cho thiết bị smartphone, Samsung cũng mạnh dạn tích hợp AI vào ứng dụng sức khỏe của hãng nhằm tư vấn cho người dùng việc cải thiện giấc ngủ cũng như tập luyện thích hợp. Bất ngờ vào phút cuối của sự kiện, Samsung giới thiệu những hình ảnh đầu tiên về chiếc nhẫn Samsung sẽ được ra mắt vào thời gian sắp đến. The Galaxy is here và còn đợi gì nữa ạ? Chúng ta hãy cùng nhau có những trải nghiệm đầu tiên cùng với chiếc điện thoại S24 Ultra này nhé. Tôi đánh giá cao tính năng khoanh tròn tìm vật thể trong hình Circle Search của Samsung, rất ấn tượng. Ngoài việc bạn chụp hình để nhớ mọi thứ, thì giờ bạn có thể dùng những hình ảnh đó để tìm kiếm dễ dàng mọi thứ trong tấm hình. Tôi thì thực sự thích thú với khả năng chỉnh sửa hình ảnh của AI trong S24 Ultra. AI xử lý rất nhanh và hiệu quả. Như tấm hình tôi chụp đang bị mờ và lóa sáng này, và nhờ có AI, tấm hình trông thật tuyệt vời. Isn't that amazing, right? So I like this feature. Hoàn thiện hơn, tốt hơn, camera nâng cấp hơn, và đặc biệt là họ chú trọng về cái bên trong. Bên trong thì họ có nhiều cái tính năng AI mới giúp cho cái trải nghiệm càng ngày càng tốt hơn và giống như nó ưu việt hơn. Đặc biệt là những cái phần dịch trực tiếp từ cuộc gọi vô. Rồi từ những cái hình ảnh mình có thể mình cycle, mình vẽ một cái vòng tròn ở đó, hợp tác với Google thì nó sẽ ra những cái sản phẩm, từ đó nó đưa lên Google, nó dịch, nó tìm kiếm rất là nhanh. Những cảm nhận của những tín đồ công nghệ đầu tiên được trải nghiệm S24 Ultra. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh để xem người dùng tại Việt Nam họ sẽ nói gì và hứng thú như thế nào với chiếc điện thoại này nhé. Quý vị, và sau sự ra mắt bùng nổ tại San Jose thì ngay bây giờ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng đang diễn ra một sự kiện vô cùng hoành tráng, thu hút hàng trăm người dùng Việt. Vậy thì bây giờ Phương Anh xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng xem là những trải nghiệm đầu tiên của những người dùng tại đây như thế nào nhé. Đi thôi. Mình thấy cái này rất là hay, giống như là mình chụp hình đi đâu mà mình không nhớ được cái địa điểm thì cứ khoanh tròn rồi AI sẽ giúp mình tìm được. Thì bây giờ khi mà có cái tính năng Circle Search quanh vòng tìm kiếm ấy thì mình làm rất là nhanh, giữ nút home phát ra ngoài, quanh tròn vào cái nội dung hoặc là cái đồ vật mình cần tìm là nó, máy nó sẽ tự động nó tìm cho mình luôn.
mình ấn tượng nhất là cái tính năng mà gọi và dịch trực tiếp. Đấy, thì nó sẽ xóa đi cái rào cản ngôn ngữ ấy. Nên là mình cảm thấy là nó rất là thuận tiện cho những ai mà đam mê đi du lịch mà chúng ta lại có một cái sự giới hạn về ngôn ngữ. Mình cảm thấy đây là một chiếc điện thoại Galaxy AI đích thực luôn. Tại sự kiện trải nghiệm Galaxy Experience Space, người dùng không chỉ được trải nghiệm những tính năng mới của dòng sản phẩm Galaxy S24 Series mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động tương tác thú vị như tạo nhân vật AI dựa trên hình chụp, lưu lại hình ảnh trên bức tường pixel khổng lồ. Ngoài ra, Samsung đã công bố mức giá mở bán chính thức tại thị trường Việt Nam, trong khi dòng S24 Plus có mức giá không đổi thì dòng S24 và S24 Ultra lại có mức giá không chênh lệch nhiều so với thế hệ tiền nhiệm. Mức giá này được nhiều người đánh giá là phù hợp với trải nghiệm và tiện ích vượt trội mà S24 Series mang lại. Ngay bây giờ, người tiêu dùng đã có thể đặt hàng trước với nhiều chương trình khuyến mãi đi kèm. Trong mọi tình huống phổ biến, từ giao tiếp không rào cản, tối ưu hiệu suất công việc đến khả năng sáng tạo không giới hạn, chúng tôi không ngừng mở ra ngày càng nhiều khả năng mới. Chúng tôi đang giới thiệu một số công cụ mới đáng kinh ngạc như Live Translate, Chat Assist and Circle to Search. Và đây chỉ là một vài trong số những công cụ thực sự làm thay đổi hoạt động giao tiếp, năng suất và khả năng khám phá. Dòng Galaxy S24 khai phá những khả năng mới về thế giới và khơi dậy thập kỷ tiếp theo trong việc đổi mới thiết bị di động. Thưa quý vị, có thể thấy những tín đồ công nghệ cũng như những người dùng tại Việt Nam đang vô cùng háo hức để chờ đón một kỷ nguyên mới cùng với những trải nghiệm mà S24 Series mang đến. Và những trải nghiệm công nghệ thú vị sẽ không dừng lại ở đó. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Bangkok, Thái Lan, nơi reviewer Sang Thanh sẽ giúp chúng ta tiếp nối với chuyên mục cà phê trải nghiệm. Hiện tại, hợp tác đang có mặt tại sự kiện ra mắt dòng điện thoại mới nhà Xiaomi, Xiaomi Redmi Note 13 Series. Và bây giờ, con tác xin mời quý vị khán giả hãy cùng con tác trải nghiệm công sự kiện ra mắt lần này. Sự kiện ra mắt thế hệ mới của dòng điện thoại Redmi Note nhà Xiaomi tại thủ đô Bangkok, Thái Lan đã thu hút lượng lớn các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ cùng cộng đồng những người đam mê công nghệ trong khu vực. Sự kiện ra mắt loạt sản phẩm mới bao gồm bộ ba Xiaomi Redmi Note 13 Series, Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro và Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Đây cũng là lần đầu tiên đánh dấu việc dòng Redmi Note được trang bị công nghệ kháng nước, kháng bụi IP68 cao cấp và camera được nâng cấp mạnh mẽ lên đến 200 megapixel cùng nhiều công nghệ khác. Cũng trong sự kiện lần này, Xiaomi đã ra mắt với người dùng hai dòng sản phẩm mới, đồng hồ Redmi Watch 4 và tai nghe Redmi Buds 5. Hiện tại, Gavatech đang có mặt tại khu vực trải nghiệm điện thoại mới nhà Xiaomi, Xiaomi Redmi Note 13 Series. Và trên tay sang đây đang là hai chiếc điện thoại, một là Xiaomi Redmi Note 13 phiên bản thường và hai là Xiaomi Redmi Note 13 phiên bản Pro Plus. Về cảm nhận ban đầu khi mà cầm nắm thì trên phiên bản Pro và Pro Plus sẽ thích hơn khi mà các cạnh được bo cong cũng như là màn hình sẽ là màn hình cong, so với lại việc là các cạnh của Xiaomi Redmi Note 13 nó sẽ là cạnh vuông, cầm rất là cứng tay. Còn về hiệu năng thì sao? Trên Xiaomi Redmi Note 13 Pro sẽ được trang bị con chip Dimensity 7200 Ultra, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lại con chip Snapdragon 685 được trang bị trên Redmi Note 13. Với cá nhân mình thì sản phẩm mà mình thích nhất thì từ trước đến nay vẫn là cái dòng Pro. Đây, mình còn đang có đây. Một con bạn thấy là rất là phù hợp với màu áo mình không? Thì thực sự là cái điểm mà mình thích trên con này thì có 3 điểm. Thứ nhất là về màn hình, thì màn hình bây giờ phần viền của nó đã mỏng hơn rất là nhiều rồi. Thứ hai là nó đã có cái phần cảm biến vân tay trong màn hình. Đấy, bởi vì năm ngoái nó không có. Và một cái điểm tiếp theo nữa là cảm biến camera chính bây giờ từ 50 megapixel trên phiên bản Redmi Note 12 Pro đã được nâng lên là 200 megapixel. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus là một sản phẩm ấn tượng khi được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến nhưng lại có giá thành thấp. Tôi đặc biệt ấn tượng với những gì mà camera mang lại. Tôi đã từng dùng Redmi Note 12 với một chiếc điện thoại giá học sinh, sinh viên. Đây là một sản phẩm không có đối thủ. Camera của nó cho ra những hình ảnh rất đẹp khi dùng ở chế độ 1080px. Nhìn tổng quan về pin, màn hình và cảm giác khi cầm trên tay, đây là sản phẩm xứng đáng với những kỳ vọng mà tôi đang trông đợi. Thưa quý vị, và những trải nghiệm công nghệ thú vị
sẽ không dừng lại ở đó. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật nhiều hơn những thông tin trong tuần vừa qua cùng với chuyên mục Cà phê điểm tình. Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam VIRESA vừa qua đã phối hợp với Trung tâm Huấn luyện Thi đấu Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giới thiệu thể thao điện tử đến cộng đồng người khuyết tật thành phố, với mục đích đa dạng hóa các môn thể thao cho người khuyết tật, tạo cơ hội cho các vận động viên khuyết tật tham gia vào các lĩnh vực thể thao điện tử, hướng đến việc phát triển phong trào, câu lạc bộ, từ đó tiến xa hơn đến việc chuẩn bị lực lượng cho ASEAN Paragame 2026 tại Thái Lan. Tại chương trình, ban tổ chức đã giới thiệu một số môn thể thao điện tử eSports đang được thi đấu tại các đại hội thể thao trong khu vực như SEA Games và ASEAN, cũng như các giải đấu lớn trong và ngoài nước như EAFC Online, Liên minh Huyền Thoại, Mobile Legends, Bang Bang. Ngoài việc trải nghiệm thực tế các trang thiết bị như máy tính, điện thoại, cộng đồng người khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh còn được giới thiệu các cơ hội nghề nghiệp mới mẻ và thú vị liên quan đến eSports, phù hợp với người khuyết tật như sáng tạo nội dung, streamer, lập trình viên. Chương trình giới thiệu thể thao điện tử đến cộng đồng người khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ là tiền đề mở rộng các giải đấu thể thao điện tử cho người khuyết tật, thúc đẩy sự bình đẳng và hòa nhập trong cộng đồng thể thao điện tử, đem cơ hội cho vận động viên khuyết tật tỏa sáng và chứng minh tài năng của mình. Với mục tiêu hướng đến xanh hóa sản xuất, phát triển bền vững, gây dựng lòng tin đối với người tiêu dùng, Tổng công ty May 10 và Green Yellow Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dự án điện mặt trời mái nhà May 10 Hà Quảng, đánh dấu bước ngoặt mới trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên. Được biết, Green Yellow Việt Nam là đối tác năng lượng chiến lược của Tổng công ty May 10, đã đồng hành cùng May 10 triển khai thành công nhiều dự án điện mặt trời. Vì vậy, việc ký kết hợp tác này cũng chính là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai bên. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy các doanh nghiệp đang ngày càng quan tâm đến việc sử dụng năng lượng sạch, góp phần bảo vệ môi trường và góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Chúng tôi ở đây hôm nay để chúc mừng lễ ký kết hợp đồng thứ 3, dự án điện mặt trời áp mái thứ 3 với Gaso 10 diễn ra thành công. Gaso 10 là một doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và là doanh nghiệp dẫn đầu ngành dệt may trong khu vực. Chúng tôi rất vinh dự được trở thành đối tác chuyển đổi năng lượng cho một doanh nghiệp lớn và uy tín như vậy. Chúng tôi chia sẻ những giá trị cốt lõi giống nhau về việc quan tâm đến đội ngũ, người lao động xã hội và môi trường trên toàn bộ hoạt động của họ tại Việt Nam. Thì trong vòng 5 năm trở lại đây, Tổng công ty May 10 chúng tôi đã xây dựng một cái chiến lược chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong quá trình sản xuất. Và cụ thể là trong 3 năm trở lại đây thì chúng tôi đã đầu tư rất là mạnh mẽ vào cái chuyển đổi xanh. Chúng tôi cũng tập trung sâu vào cái việc là giảm thiểu sử dụng cái nhiên liệu từ hóa thạch, là chúng tôi ưu tiên những cái chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu của dệt may, là chúng tôi sử dụng những cái vải có sử dụng sợi từ thành phần sợi tái chế để giảm thiểu cái sử dụng cái nguồn tài nguyên mà nó gây ô nhiễm cho môi trường. Chính vì vậy, với ba cái mục tiêu lớn là về chuyển đổi năng lượng xanh, nhiên liệu xanh và sản phẩm có nguyên liệu từ nguồn gốc tái chế, sẽ là ba cái việc chính, ba cái nhân tố chính trong cái hành trình chuyển đổi xanh của Tổng công ty May 10. Đối với Tổng công ty May 10, dự án điện mặt trời mái nhà May 10 Hà Quảng là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Dự án không chỉ giúp Tổng công ty May 10 giảm thiểu chi phí năng lượng mà còn góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng chuỗi nhà máy xanh chuẩn của May 10, thực hiện những cam kết với chính phủ Việt Nam về bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển xanh bền vững. Vừa qua, tổ hợp công nghệ chi chọn thông minh đã được Viettelbot chính thức khai trương nằm trong kho hàng với diện tích 32.000m2 tại Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Tổ hợp dùng 3 hình thức vận chuyển và phân loại hàng hóa chính gồm robot tự hành chi chọn hàng hóa, robot AGV, hệ thống chi hàng hóa lớn và hệ thống chi chọn hàng hóa băng tải. Cụ thể, hơn 200 robot AGV hoạt động tại khu vực tầng 1 của tổ hợp. Chúng có khả năng phát hiện vị trí, tự tránh nhau trong quá trình di chuyển đến các cổng chia, tức vị trí của các bao tải nhận hàng khi phân loại. Phần khay phía trên có thể lật nghiêng để đẩy hàng xuống. Những con robot này có kích thước không quá lớn, giúp tối ưu trong việc vận chuyển hàng hóa mỏng, nhẹ và có hình dạng đặc biệt và được đánh giá thích hợp với hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử. Được biết, hệ thống tự động hóa này giúp tối ưu 60% chi phí nhân sự, công suất tăng lên 40% so với trước đây, nâng mức chịu tải toàn hệ thống lên 4 triệu bưu kiện mỗi ngày, đáp ứng 50% dung lượng hàng hóa thương mại điện tử tại Việt Nam. Và đó là những diễn biến vô cùng sôi động của thế giới công nghệ trong tuần vừa qua. Và đến đây thì chương trình Cafe Tech xin phép được khép lại. Chương trình được phát sóng vào lúc 7:55 sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và sẽ được phát lại vào 7:10 sáng thứ ba trên kênh HTV7. Quý vị cũng đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng số khác để chúng ta cùng nhau lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp trong công nghệ và hướng đến một cuộc sống tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.